Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi. Ok, hello, chào anh em, chào mừng anh em đến Game Today. Sắp tới đây thì anh em cũng biết là tối nào đêm nào nó cũng có bóng đá. Thì tôi đang suy nghĩ rất là nghiêm túc về vấn đề là có lên livestream vào cái giờ mà tôi hay livestream không. Bởi vì là đấy, anh em biết rồi đấy, cái giờ tôi livestream tầm là thường là khoảng 10 giờ 10 rưỡi 11 giờ đêm. Đấy, mà livestream toàn trùng vào cái giờ bóng đá thôi. Thì chắc là cái giờ đấy thì các anh em đều xem tôi hết. Thì anh em thử cho tôi một chút ý kiến của anh em xem nào. Xem là tôi có lên livestream vào cái giờ đấy không. Bởi vì thực ra nếu mà tôi livestream vào cái giờ đấy thì không ai xem cả. Thật là đáng tiếc anh em ạ. Euro nó chỉ có 4 năm một lần thôi nhá. 4 năm một lần thôi nhá. Tôi xin nhắc lại cho anh em là 4 năm mới có một lần. Đấy. Anh em cần tôi phân tích không? 4 năm một lần mà đời người ấy, tôi nghĩ là sống khoảng 85. Đấy, 85 nhá. 85 nhưng mà chúng ta cũng chỉ xem được, chúng ta phải trừ khoảng 10 năm đầu đi là chúng ta cũng chưa biết gì. Đấy. Khoảng 10 tuổi thì chúng ta bắt đầu là đam mê xem bóng đá. Thì 80 trừ 10 là khoảng 70. 75. Tôi cứ cho là năm đầu tiên đi, vào năm 10 tuổi anh em được xem kỳ Euro đầu tiên đi. Thì chúng ta có khoảng 17 năm là chúng ta được xem Euro nhá, cả đời chỉ có 17 năm thôi. Vì thế nên là anh em, nếu mà anh em không xem Euro thì nó thật là đáng tiếc. Đáng tiếc lắm anh em ạ nhá. Nên là anh em đừng có xem tôi, anh em xem Euro đi. Chứ tôi livestream mà các anh em cứ xem tôi như thế này, mang tiếng lắm, mang tiếng chiếm sóng Euro, chiếm sóng World Cup. Được. Lan man một chút thôi. Chứ meta mới thì có rất là nhiều những cái thứ cần khám phá, nhiều những cái line up nó đi vào đam mê. Đấy, là chúc anh em là có một cái buổi xem livestream vui vẻ nhá. Và những gì ở trong cái buổi livestream thì tôi cũng xin nhắc trước các anh em là nó chỉ là thử nghiệm, chứ nó cũng chưa mang tính thực tiễn. Anh em có thể xem để giải trí chứ đừng lấy đó làm đam mê nhá. Rất nhiều anh em là xem clip của tôi là đam mê, là coi như là sờ farm kinh lắm. Đấy. Tôi cứ nhắc trước như thế. Link Discord đi đây, để tôi copy cho. Đây nhá, link Discord đấy nhá. Tôi bảo xem ở trên màn hình rồi anh em trả chữ xem. Rồi, ok, có đồ. Kiếm mấy công nghệ mech trước anh em ạ. Đây này, Hunter vãi đái luôn này. Ui. Khỏe như này thì có nên tham không nhỏ? Đừng có tham quá Tuấn ơi. Tham là chết, đừng có tham. Tham là thâm á. Roll được một cái free roll. Rao sau roll à? Thôi đừng có tham anh em ạ. Đừng có tham, rao sau roll.
Rau này từ từ Hunter vào cho nó chắc cú đã. Cho nó chắc cú đã. Ui dồi ôi, về sát thủ nó bớ đằng sau kìa. Hay quá, hay quá, hay quá. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ngắm, ngắm chuẩn, ngắm chuẩn, ngắm chuẩn. Ngắm chuẩn. Ngắm chuẩn. Ngắm chuẩn. Free roll phát. Luôn cái. Ui. Ép, 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 ép. Lại ép rồi, lại ép rồi. Up phát à. Bây giờ mà bọn mic lại lên 2 sao nhờ. Bọn mic lại lên 2 sao thì cũng sướng. Nhưng mà bây giờ mà đợi bọn mic lên 2 sao có khi toang mất. Anh em ạ. Giờ mà đợi bọn mic lại lên 2 sao có khi toang mất. Có con cây kìa. Phải mua con cây. Cái đéo đây hai con ọc ạ. Ôi, trận này chơi gì đây? Ôi, trong trận này sợ thế. Trận này sợ thế. Ôi, trận này chơi gì đây? Hai con lila luôn. Ôi, trận này trông sợ thế nhở. Hai lila luôn ạ. Hai mất kìa. Ui, mất rau này rồi, mất chuỗi rau này rồi. Mất chuỗi rau này rồi. Khỏe quá. Ui, ui, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Mất thì cũng mất đấy, nhưng mà cũng mất ít máu thôi. Cho lên con 2 sao đi, đen quá anh em nhỏ, đen quá nhỏ. Đen quá nhỏ. Ui, trận này chơi gì ấy? Trận này ra bài linh tinh anh em ạ. Trận này ra bài linh tinh thôi, bán hết mic đi thôi. Trận này ra bài linh tinh rồi. Trận này ra bài linh tinh rồi. Trận này ra bài linh tinh rồi, không theo meta là ăn cứt đấy. Chết rồi, trận này ra bài linh tinh, Hunter đều ra Hunter. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi anh em ơi. Chết rồi, mất bao nhiêu máu luôn. Chết mẹ, ra thế này ạ. Đây bây giờ mới ra con Heaven Bomber. Ra sớm thì có phải là chắc cú hay không? Chán thế nhở. Trận này lại ra bài linh tinh lại đánh chữ thua này. Anh ơi, đánh chữ thua rồi. Toang rồi, mất nhiều máu quá. Đều có đồ. Đều có đồ, mất nhiều máu quá. Cho toàn mấy con 3 tiền này ôm. Anh em nhìn này, tôi ôm này. 3 này, cộng 3 này, cộng 3 là 9 này. Cộng 3 tiếp này là 12 này. Cộng 3 tiếp này, ui 15 tiền đang ôm. Chưa dùng cái này. Bán hết bọn này đi Eco thì nó cũng là được cộng thêm 15 vào đây. Là 26 tiền rồi đấy. Toang rồi. Quá. Bài rõ lừa luôn ý. Thật. Mic cho quả lên 2 sao phải ngon không. Đây này, còn gặp cái bọn cửa lái ở đây nữa. Trông nữa thấy là thua rồi. Có người thật sự. Kìa. Con súng đéo nhấc được tay lên. Rồi. Căng quá nhở. Ê, cho một con human có thứ đi. Chơi human nhẹ nhàng nào. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Quay đầu, Tuấn quay xe anh em ơi. Tuấn quay xe, Tuấn quay xe, Tuấn quay xe, Tuấn quay xe, Tuấn quay xe. Tuấn quay xe.
Tuấn quay xe. Cho xin tí đam nhá, cho xin tí đam nhá, đừng có chết nhá, LC nhá. LC nhá, đừng có chết nhá. Cho xin tí đam, đi sớm mới ra. Toàn quá nhờ. Bán con cây thôi nhở, bán cây đi thôi. 4 cửa like. Round 6 up 6. Chắc là up 6 luôn, 6 cửa like vào cả. Kiếm 6 cửa like. 6 cửa like Omni 2 sao. Bài gỡ anh em ơi, cố lên nào. Chúng ta sẽ phải đi lên từ thất bại, từ khó khăn. Thì chiến thắng nó mới đáng quý. Thôi chết rồi, không có đam. Mẹ, đâu có đam. Chỉ có sách thôi nhưng không có đam anh em ơi. Búa xét. Ờ nhưng có mặt lạ điên, mặt lạ điên còn hơn. Ui, được đấy. Chưa được đấy. Up cấp đi chứ còn gì nữa. Mờ vào mà chiến. Rồi ok 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 ok. Ăn được không? Ăn được đi, ăn được kiếm tí sách nào. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, cố lên, cố lên. Chơi được, tôi thấy đội hình mạnh. Tôi thấy tôi mạnh, tôi thấy tôi mạnh, ăn được. Kìa, ôi, nó cứ lém vào trong cái con LC của tôi. Giết nó, đúng rồi, không ổn. Ui, LC gần chết. Chưa chết, LC chưa chết, có đam. Ui, được đấy nhờ. Hay quá, bài gỡ anh em ơi. Bài gỡ, bài gỡ, bài gỡ, chưa được rồi. Chơi được rồi, anh em ơi, chơi được rồi. Ghép BKB luôn, chưa đéo gì nữa. BKB đi. Hai LC có được cộng dồn đam khi lên 2 sao không? Có nhá bạn nhá. Có. Một câu trả lời thôi, đấy là có. Cho con này vào có trừ giáp. Ê, cho cần một con LC nữa với 6 clay nào. Ở level 7 là ngon rồi, khỏe rồi. Lên đi, kiếm tí đam. Kiếm tí đam. Phá chuỗi thằng Tha Thu. À quên, Tha Tui. Tha Tui, Tha Tui, Tha Tui. Tha Tui gặp hộ cái. Được rồi anh em ơi, bài gỡ. Một cú quay đầu thành công đến được vị trí của Tuấn Cơm. Tha Tui đang chơi có bộ 6 6, 6, 6 Hunter rồi. Đi khỏe quá. Khỏe quá nhờ. 6 Hunter rồi thì làm thế nào để ăn được đấy. Có kịp phải roll đấy ạ. Hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ, hơi sợ. Hơi sợ. Vẫn tiếp tục có đam. Hai con LC của tôi vẫn tiếp tục có đam. Có khi phải roll LC 2 anh em ạ. Roll nhỉ? Roll nhỉ? Roll nào? Roll LC 2 với cả roll ấy đi. Thôi roll một cái thôi. Roll một cái thôi, roll một cái thôi. Bình tĩnh roll một cái. Nhẹ nhàng. Là human đúng không? 4 này. Mới có 4 con human. Để rồi, tiết kiệm tiền thôi. Luôn phát rồi. Sợ nhỉ. Toàn 1 sao. 6 cửa like thì ăn được ấy. Hy vọng round này chưa gặp cái thằng đấy. Hy vọng là đến round 16 gặp thằng đấy đi. Đừng có gặp sớm. Đừng gặp sớm. Đừng gặp sớm. Hay quá. Đúng rồi. Chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp. Không nên gặp sớm. Gặp sớm thua. Gặp vừa vừa. Nói chung là gặp vừa vừa thôi. Gặp sớm quá thua đấy.
sớm vừa được, đừng có muộn quá được, muộn quá nó lại form được đội hình thì mình cũng thua. Đấy, biết nó đúng điểm dừng thì là chuẩn. Khiến thời địa lợi nhân hòa luôn, đúng không? Ra 14 này, luôn nhá. Rooney, cửa lai đâu, cửa lai đâu? Ô chết mẹ, quên, đây là đọc quái mà, luôn không đéo gì. Nhầm, 6 cửa lai vào này. À thôi, không cần. Đây đọc quái mà, Tuấn ơi, không máu thế. Ui. Được, 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 được. Vị trí thuận lợi. Ăn được thêm 2 đam nữa. Cần con LC lên 2. LC này mỗi đam cũng ăn được kiếm thêm 10 đam đấy. Mỗi con 40 đam rồi. Hợp lại là được 80 đam. Chia 7 thôi nhỉ. Đây rồi, úi dồi, hợp lý quá. 6 cửa lai vào anh em ơi, 6 cửa lai đã. 6 cửa lai, 3 human lên 8 rồi tính tiếp. Thêm Glacier là xong. Ôi rồi, tích tiền, tích tiền, tích tiền. Tầm này 100 đam LC nó lại mắc pinh luôn. Đồ đạc thì như nào, lấy cái giáp thôi chứ còn gì nữa. Còn phải nghĩ, đúng rồi. Lấy giáp vào. Còn gì nghĩ đâu. Ui, nhưng thằng này khỏe. Không khỏe lắm. Nó chỉ là bộ tứ cự ma thôi. Nó chỉ là bộ tứ cự ma. Ồ, tứ cự ma yếu mà. Tha tui kìa, tha tui lên 8 rồi kìa. Tôi cũng sẽ lên 8. Phải lên 8 thôi anh em ơi, kẹp Glacier vào, ăn nó. Ăn nó, gặp là ăn. Round 17 rồi, chỉ còn có 3 round nữa thôi. Và cái cơ hội gặp nó là rất cao, gặp nó là rất cao, gặp nó là rất cao. Ăn nó. Ăn nó. Xả hết tiền ăn nó. Không nói nhiều. Có ăn được nó không? Tôi nghĩ là nếu mà cho một con ở phía bên này ấy, thì ngon hơn. Đấy. Nó sẽ kéo cái con rác, con tê rác nó sẽ chạy theo. Ui đéo ổn rồi. Đéo ổn lắm. Nhưng mà không sao, vẫn ăn thôi. Bọn này là bọn ấy mà, bọn Hunter ăn làm sao? Hunter ăn kiểu gì? LC của Nam. Trận này có anh em nào yêu cầu chơi 6 Glacier thì trận này chơi 6 Glacier anh em nhá. Trận này 6 Glacier anh em nhá. Mẹ ra một lúc cả đã split cả ấy ạ. Sợ thế. Nhưng mà không có slot, không có slot. Cho Dash Split vào, up cấp cho Dash Split vào được. Mà thôi, trận này chơi 6 Glacier. Không mua, không mua, phí tiền. Phí tiền, phí tiền, phí tiền, phí tiền. Không mua, không mua, không mua. Tôi không mua. Anh em đừng bảo tôi mua con đắt. Đừng để bị lừa, không mua. Không mua. Cứ không mua đây, làm sao. Cay chua, cay chua, anh em cay chua. Không mua. Đắt Spirit đây, không mua. Bình tĩnh. Kiếm 6 human kiếm ra vào. Bây giờ mua Dash Split là xuống hố. Nói cho nhanh. Không mua. Nhưng mà nói thế thôi nhá. LC cũng đéo thấy có đồ đâu. Đồ này hơi hơi khèo. Đồ hơi khèo. Đồ có mỗi cái ấy thôi. Lên 11 à.
6 Glacier, 6 Clay. Trận này chơi nha anh em nhá, chơi được. 6 Glacier, 6 Clay. Rồi bán đi con linh tinh đi anh em ạ. Bây giờ cần con Dragon Clay này. Roll N8 ra Dragon Clay. Ra có lẽ là mấy quyển sách lên chúng ta tiết kiệm chút, tiết kiệm sách chứ. Bộ mày vào đây. Vào hết đây. Anh em thấy ở giai đoạn đầu game chật vật phết đấy. Đấy, nhưng mà đúng là Tuấn quay xe hợp lý. Rất hợp lý luôn. Đầu game chật vật như nào nhưng mà đến bây giờ tôi đã có chuỗi thôi. Vẫn chưa có mấy con human để mà kiếm sách đây. Đây là tôi mới có là 4 con human thôi. 5, 6 thiếu nhiều quá nhở. Lấy roll khá khá nhưng mà nó cũng chỉ ra con CM bán bớt đi. Thôi chúng ta roll con LC3 nhá. Roll LC3 ở level 8 giữ 50 tiền roll thôi. Human thì từ từ cứ bình tĩnh. Ra con rồng thì thay con Lula này. Thay con Lula là được. Được, tôi sẽ lấy cái đội hình để xem cái sức mạnh của con chó điên, con LC chó điên nó như nào nha anh em nhá. Cái tốc chém của con LC chó điên thì nó khỏe đến cái cỡ nào. Chúng ta xem. Berlin, ui đồ chán thế. Đồ, nếu có thể làm mà xấu hơn. À, giới hạn truyền thuyết, đúng rồi, quên. Giới hạn truyền thuyết có nha anh em nhá, có. Có, cảm ơn anh em nhắc bài nhá, có nhá, chơi được nhá. Quên đấy, không để ý đấy. Cay nhỉ. Lên 9 kẹp 4 Glacier vào đó. Lên 9 kẹp 4 Glacier vào anh em ạ. 4 Glacier, 6 Glide ở 9. Ui, chết rồi, không kịp hồi máu. Thế thì round này thua mất. Ê, round này có khi thua không nhở? Trông giống thua. Không, ăn được. Ăn được. Đây này, 6 Glacier ở level 9 này. Nhưng mà như thế thì lại không kiếm được sách. Phải ra là con rồng. Đây rồi. Được anh em ơi. Nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn muốn roll ở 8 hơn anh em ạ. Thôi. Roll ở 8 đi. Lên 9 thì cũng tốc đánh cũng kinh đấy. Đây rồi anh em ơi, sắp lượt C3 nơi rồi này. Thôi nha anh em nhớ từ từ. Chưa cần đâu. Tí nữa. Chúng ta có thể lên được, không sao. Cứ bình tĩnh. Ôi nhưng mà round này có vẻ thua này. Gặp thằng này thì nó khỏe quá. Gặp thằng này thì thua là đúng rồi. Mất chuỗi rồi. Không có đồ làm sao đánh được thằng này. Không có đồ. Chém trượt. Nó lấy được chuỗi của tôi rồi. Nó còn bị đẩy chứ này. Thôi roll con lượt C3. Thiếu mấy con nữa, 4 con nữa. 4 LC nữa thôi. Cố. Tích human dần là vừa. Thôi Glacier tôi bán đi nhá, tạm thời bán đi anh em ạ. Tạm thời bán đi. Để chúng ta có thể lên được 11. Con này cần. Thay con này đi. Có hút máu. Glacier hút máu. Tạm thời 3 con human này để ngoài. Bây giờ cần thắng thôi. Human để rau quái cho vào thôi anh em ạ. Không có tham nhá anh em nhá. Không tham. Bây giờ cần gì? Cần chiến thắng để có đam cho LC. Nếu mà bây giờ cho human vào là thua. Có sách ấy nhưng mà sẽ thua. Chúng ta không cần nhiều sách đến thế ấy. Chúng ta chỉ cần đủ để có thể lên được 11 thôi. Đủ để lên được 11 thôi. Chúng ta không cần nhiều sách. Đây có già rồi này anh em này.
Hay là chơi luôn nhỉ? Chơi luôn vào ở level 9. Round sau. Hay là lên 9 nhỉ? Tôi lại đang phân vân đấy. Cái tầm này round 2... Round 24 thì vẫn khỏe. Không, thua này, sẽ thua này. Không, chúng ta cho bộ bộ human vào là thua. Không được, không được, phải cố. Phải cố giữ để có đam. Có đam, có đam, có đam. Tầm này cho human vào thua ngay. Đấy, làm sao mà khỏe được bằng như này, hiểu không? Như này vừa có đam, vừa có trừ giáp này, vừa có... Vừa có đam này, vừa có đam, vừa có đam, vừa có đam. Ừ, cũng chỉ có mỗi đam thôi. Cũng chả có gì. Có tiền thôi, thẳng mỗi trận có thêm tiền, có thêm sách. Rồi đây, cho 6 human vào. Đây, 6 human đây. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ để ở một cái level này tôi roll thôi. Ui, mẹ. Tôi nghĩ tôi để ở 8 được rồi thôi. Chỉ coi như là mấy cái đọc. Ôi chết rồi. Gì đây, rồi tôi lao ra đây. Thằng ngu này, sao con LC mình ngu thế. Mất mẹ nó, mất mấy đam. Mười mấy làm, phí thế. Chiếm lan, thiếu que quá, đều có que. Con LC ngu thế nhở. Chết rồi, lên 9 anh em ạ. Lên 9, lên 9, lên 9. Kẹp 2 LC vào. Kẹp 2 LC vào. Kiếm tí đam, đúng không? Rồi, ok rồi. Đủ chán quá. Ok. Phải lấy cái chém lan rồi, chắc chắn phải có cái chém lan rồi. Đây. Ăn hết, ăn hết. Ê, con LC đừng có chết. Kiếm tí đam cho, xin tí đam thôi. Úi kìa. Lại chết. Yêu yêu. Xin tí đam thôi. Que đâu bạn ơi, không thấy que nhỉ. Lại 50 tiền roll thôi anh em ạ. Chuyện này có gót không? Chuyện này cũng có gót mết đấy. Lấy cái ấy. Đây. Yếu có chém lan. Sợ với cái thằng ấy thôi. Thằng này chơi gì đấy? Chơi chơi. Chơi cái có cọc không? Có cọc rồi này, có cọc rồi này. Thằng này có cọc này, chơi 6 Hunter à? 6 Hunter, 2 Saman. À, nó cũng giống như cái bộ vừa lấy nhưng mà nó là 6 Hunter. Còn tôi thì là 6 ấy, 6 lé, 6 lé. Thằng này chơi 6 Hunter. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chơi được. Ui. Đánh cái cọc kia thì đến bao giờ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy bạn ơi. Ơ, sao đánh chậm thế nhở? Ê, chết mẹ hết rồi. Tỉnh dậy. Ui, nó tuôn lâu quá, đái luôn ạ. Ui, thôi chết rồi. 6 Hunter, thua 6 Hunter luôn này. Kiếu que. Que đâu? Mười một sách ở đây anh em. Nếu mà bây giờ lên là có thể lên được 11 rồi. Cấm đánh nha anh em nhá. Chơi với Hunter League Game. À phải 12 quyển đúng không? Nhưng mà chắc chắn là có rồi. Chúng ta đợi những cái rau quái chúng ta cho human vào thôi là được. Giờ cứ thắng đã. Còn rất nhiều que. Cần rất nhiều que luôn ở trận đấu này đấy. Còn cả cái bọn ép nữa này. Chơi kiểu gì được bây giờ. Chém mãi mới chết một con. Con cây này thì nó là bố mất rồi. Đánh kiểu gì được con cây nhỉ? Ôi bây giờ tôi thua hết ấy.
Lấy được cái búa sét. Không thể chém chết được con cây này, nó quá trâu. LC3 chắc là ăn được. Có bộ nào chơi được Ngộ Không mạnh không anh? Có nhá em nhá. Có bộ beat, beat chơi Ngộ Không mạnh. Ơ hòa này, hòa này, hòa này, hòa này, hòa này. Hòa đi. Ui dồi ôi, đéo hòa lại còn đẻ thêm mấy con. Cay nhở. Không nha, không nha, không đát, không đát, không đát. Vẫn chưa ra. Ghép búa sét thôi. Cay nhở. Ơ mà sao tôi lại ghép búa sét nhở? Sai lầm rồi. Phải ghép cái chống lé chứ, đợi que. Nhưng mà que còn phải chém lan nữa anh em ạ. Cần hai que nữa cơ. Lấy đâu ra hai que? Ui gặp thằng này thua này. Ui. Không, vẫn ăn được. Vẫn ăn được. Mày quá. Có tí sách. Ra 29 rồi, ra 30. Ra 30 lại vứt human vào đó. 30 lại vứt human vào. Thôi thôi, không cần già đâu. Bốn cửa lai. Có toang không nhở? Ui, trông giống toang lao quái. Trông giống toang lao quái với cứt. Thực ra là tham và thâm đấy, biết ngay mà. Chết rồi kìa, có đam đâu. Ui, có gậy gỗ rồi, có quay gỗ rồi. Có chém lan rồi. Ui, những đồ khéo thế. À đây đây, có chém lan, có chém lan, có chém lan. Có chém lan rồi. Chém lan. Đây rồi. Chấn phái đây rồi anh em ơi. Quẩy nhiệt lên. Rồi nè. LC. 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 Ui. 6 Glacier đây rồi anh em ơi. Chúng ta đã ra cái con quan trọng nhất. Chúng ta đã ra được cái con quan trọng nhất đây rồi. Anh em ơi, chúng ta đã ra được cái con quan trọng nhất. Có lên luôn LC bao nhở? Ơ nó đéo ra ấy. Ê, ra đi hết mẹ đồ game rồi. Hết mẹ đồ game rồi, lên cái con LC 3 đi nào. Hết game rồi. Hết game rồi mà vẫn chưa lên được LC3 này. Đủ bộ Glacier rồi. Oh. Đéo ổn. Sắp hết game rồi anh em ơi. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Sợ quá. Sợ quá. Từ từ bình tĩnh. Chưa lên được LC3. Lên 11 đéo luôn được ra ở đâu anh em ơi. Không lên được. Không lên được. Cố cố cố. Chén cuối. Chén cuối. Chén cuối. Chén cuối LC3. Chén cuối. Chén cuối. Chén cuối. Chén cuối. Ui đéo có này. Chén cuối. Ra. Mày có ra không? Đéo ra. Ủa. Chết chết mẹ đéo ra rồi. Sợ nhở. Thôi nha, up up luôn nha anh em nha. Thôi up luôn. Up, up lên 11 thôi.
Anh em vẫn tin là cái việc là bỏ cờ xuống dễ dàng à? Sao nhiều anh em ngây thơ ấy nhở? Đấy, nó chỉ là trong gọi là tâm niệm thôi. Gọi là anh em nghĩ là như thế thì nó dễ ra, thì anh em cảm thấy nó dễ ra thôi. Chứ còn nó cũng thế thôi anh em, mất thời gian. Mất thời gian bỏ cờ lên bỏ cờ xuống, mất thời gian lắm, tập trung vào mà roll thôi anh em ơi. Đấy, nhiều khi nó đéo cần phải roll nó cũng ra. Nhiều khi roll mãi đâu ra. Lên ốc, đấy chưa anh em thấy chưa, có cần bỏ cờ xuống đâu, quả trứng thôi. Xin lên quả trứng nữa thôi. Mày có ra không? Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, nó đéo ra thì lại ăn cứt anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, một con nữa. Một con nữa. Một con nữa anh em ơi, một con nữa. Cố, 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 chén cua, chén cua, chén cua, chén cua. Ui, lần này thì có vẻ trưởng hơi mạnh nhá. Hóa rồng lên. Ủa trên mẹ, con LC bị trói rồi. Ê, còn một con LC nữa sao cho tớ nhở? Cáu nhở? Cáu thế nhở? Cáu thật sự ấy, lên 10 luôn. Ua mày cáu. Cút ra. Cút ra, cút ra. Cáu thật sự ấy. Hết tiền rồi, bây giờ không roll được LC, còn một quả trứng nữa thôi. Đéo ra thì lại bị ngu người. Bảy quyển sách. Có lên liều không nhỉ anh em nhỉ? Có chơi liều không? Chơi liều, chơi human luôn, rau này lên lên 12 luôn này. Thắng rau này lên 12 luôn. Liều ăn tiền nhá. Có 3 tia không? Trận này có 3 tia không? Trận này đéo có 3 tia. Chén cuối. Chén cuối nào, anh em ơi, chén cuối. Chén cuối đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Sai lầm rồi, vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn, vẫn ăn. Mất ít máu thôi, để tớ lên được con LC3 đã. Rồi anh em ơi, lên được 12 này. Lên được 12 rồi. Nhưng mà thằng kia nó sẽ chết rất nhanh. Sáu cờ like. Thiếu đúng không? Phải wizard, phải kích wizard. LC. LC chó điên. LC chó điên đây rồi. LC chó điên đây rồi anh em ơi. LC chó điên. LC chó điên. LC chó điên. Ui, chết rồi, bị cấm đánh. Chết rồi, đồ nó bị đẩy lại này, đồ nó bị đẩy lại. Ui chết mẹ, đẩy nó nhiều như thế này đi. Từ 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 từ. Đây 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 đây. Vứt con gì? Vứt con này. Hợp lý chưa? Ôi mẹ ơi, anh em ơi, LC chó điên. LC chó điên đây rồi. BKB cấm đánh 2 mẹ luôn đi, hết game rồi. Cấm đánh 2 đi chứ còn gì nữa. LC chó điên. Đây cho rồng, đồ cho rồng đi. Hai cấm đánh đi. Ui, ui, ui. 6 Glacier, 6 Glide. Con nào cũng như một con chó điên hết anh em ơi. Nhìn con nào cũng như con chó điên. Tốc đánh của nó 0.5. Ui, 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 ui. Đây là đội hình chó điên chứ không phải LC chó điên. Ui, trò chơi kết thúc mất rồi. Ủa anh em thấy không? Trong con game này, con LC Avenger Glide đúng là một con quái vật khát máu. Kinh quá anh em ơi, khát máu quá. Đội hình dã man thật sự. Mẹ, nhưng mà cũng chỉ được, anh em cũng chỉ được nhìn một lần. Chỉ nhìn đúng một round mẹ. Tốc đánh của nó có thể là lên tới 0.2. 0.2 anh em ạ.
Tôi thấy con nào nó cũng là một con chó điên chứ không phải riêng gì con LC đâu. Đội hình quân địch kết thúc trong vòng coi như là 5 giây. Cảm ơn anh em Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành đã donate top 1 lần thứ 2. Anh em đã donate 2 lần top 1 rồi. Cảm ơn anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta sẽ vào trận thứ 2 thôi. Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái, âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á. Hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhé các anh em ơi.